là hai thùng ghế đã được thu hoạch của một hai bác khách hàng đấy ạ. Một bác khách hàng bán 40 cân, một bác khách hàng bán khoảng 30 cân, 40 mấy cân đấy. Cái thùng này là 40 mấy cân, gần 50 cân ghế đấy. Cái thùng này chưa hỏi kỹ nhân viên nhưng mà khoảng đấy đấy ạ. Thì hai bác khách hàng ấy bán gửi về theo ô tô về trang trại Thanh Xuân tại Hà Nội, thì trang trại Thanh Xuân thu mua và quay đầy đủ gửi cho các bác khách hàng Zalo trực tiếp luôn để các bác khách hàng yên tâm và nhận được hàng rồi, và chúng tôi thanh toán tiền qua chuyển khoản ngay trong ngày cho tất cả các bác khách hàng. Trong ngày thì chúng tôi hạch toán tất cả đầu vào đầu ra các thứ, là chúng tôi lên đơn rồi nhân viên chuyển khoản trả đầy đủ cho các bác trong ngày, rồi các bác mua cũng chuyển tiền, mua hàng, mua giống, mua thương phẩm vân vân. Thì cũng đây là một cái thùng đóng hộp, thùng hộp ấy, để nhân viên về khu thu mua và có các nhân viên nữ ngồi đóng cánh, nhặt cánh dế và đóng hộp, đóng vào các cái hộp bìa, có một khu riêng để thu mua và đóng. Chuyên nghiệp của trang trại Thanh Xuân, website trangtraithanhxuan.com, xin mời quý khách truy cập vào để theo dõi, để xem. Đi hết một chuyến về không? Thì các bạn nhân viên đấy sẽ có cái nhiệm vụ là đóng gói sản phẩm bao bì của trang trại Thanh Xuân đấy ạ. Đây là hôm nay là thu ở phía trên khu Tam Trinh luôn, thì thu xong thì sẽ gửi về, mang về dưới kia để còn sơn chế một số các cái công đoạn nữa, sau đó về đến các cái công đoạn để cánh dế rồi đóng hộp lên hộ cái. Úi giời ơi, kéo lên chạy cái đệm hộ cái anh em ơi. Đây là một chuyến đi thì ba người không lên được đâu, gãy xương. 2-3 nào, bảo bảo ấy bé kia, ai bà ấy làm gì gãy xương bà bây giờ, bà ơi, thôi bảo cái ấy, Quỳnh ơi, bà ra đi bà ơi. Các nhân viên của trang trại Thanh Xuân, các trang trại nhân viên của trang trại Thanh Xuân nữ thì có nhiệm vụ đấy, lên nào. Ôi như này thì không ấy, là nó đổ đấy, nó trơn lắm. Hôm nay bác khách hàng bác cái chở hẳn lên trên này để mua đổ phải lấy cái gì chen dọc, chứ còn bình thường là thu ở dưới khu thu mua hoặc là thu ở bến xe và gửi thẳng đi. Cái chỗ này là mấy 70 cân dế đấy ạ, nặng lắm. Nhân viên của trang trại Thanh Xuân sẽ có như các cái nhiệm vụ riêng, nữ khoảng trên chục nhân viên tại các khu làm việc, với nhân viên của khu thu mua dế riêng, nhân viên của khu thu mua tắc kè bọ cạp riêng, nhân viên của khu đây quay luôn vào cái này, đi chở hàng á, đi giao hàng ấy, giao hàng và khi mua ở bến xe đấy, khi vào này chuẩn đấy, chuẩn ngay mấy vòng vào, rồi đang nói đến đâu rồi quên mất rồi. Hai người kia đang giữ cho anh nhả ra. Giữ cái. À, rồi giữ anh cái chiếc xe cái. Giữ cái không nó sập xuống. Các kho làm việc từ 20 năm nay rồi. Chèn cái túi vào không để chèn nó trơn đấy, không nó chảy đấy. Đó, bởi vì là nó không phải là thùng xốp, đi nó đổ hết vào đường rồi nó không đi đấy. Eo ơi, thêm nữa đi không được đâu, tính qua rồi. Thêm nữa. Ơ, thế sao không trồng cái